cuộc truy tố của cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Trump hiện nay có kế hoạch để bà làm chứng trong các phiên tòa dân sự của bà luật sư Letitia James đã tố cáo ông. Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết rằng ông sẽ đứng ra để làm nhân chứng trong cái vụ kiện dân sự trị giá 250 triệu Mỹ Kim của Bộ trưởng Tư pháp của bang New York, đó là bà luật sư Letitia James, vào cái thời điểm thích hợp. Ông Trump nói trong cái lúc mà nghỉ trưa ở cái phiên tòa thứ hai trong ngày hôm nay, thưa quý vị, ngày thứ ba. Ông Trump có tên trong danh sách làm nhân chứng của cả bên bào chữa lẫn bên truy tố. Và ông Trump thì cũng rất là bình tâm. Ông nói rằng hiện nay thì tôi nghĩ rằng cái vụ kiện này cũng đang diễn ra khá tốt đẹp. Thì tôi hoàn toàn không có gian lận. Ông Trump nói như vậy và lên tiếng khiển trách luật sư bà Letitia James là một kẻ tham nhũng. Tại vì ông nói rằng trong cái thời gian ông làm kinh doanh như vậy thì tất cả mọi người đều hưởng lợi trong đó. Không có ai bị những cái điều gì mà lỗ lã hoặc là phiền toái. Và ông Trump là lập lại cái nhận xét của ông về cái tuyên bố từ chối trách nhiệm, người mua hãy cẩn thận ở cuối cái bản báo cáo tài chính của ông khi đó năm 2011 đó, thưa quý vị. Thì ông nói rằng người mua phải thực hiện tất cả cái công việc thẩm định giá trị của tài sản và phải tự nghiên cứu và phân tích, không dựa vào bất cứ cái điều gì, không dựa vào cái báo cáo tài chính do chính cái công ty của ông Trump đưa ra. Cái vụ truy tố này là một cái trò lừa đảo, không thể nào có cái sự gian lận khi chúng tôi yêu cầu các tổ chức phải tự thực hiện các công việc của họ. Và hôm thứ Hai thì thẩm phán ông Engoron đã nói rằng cái báo cáo tài chính năm 2011 của ông Trump đã vượt quá cái thời hạn pháp lý áp dụng cho cái vụ kiện của bà Letitia James. Thì ông Trump nói rằng ông cũng rất là mừng tại vì cái thời gian đã quá hạn rồi. Điều này nó làm cho 80% các vụ kiện gồm có khoảng hơn 90 các tội danh sẽ được xóa bỏ, thưa quý vị. Và vì vậy, cựu Tổng thống Donald Trump, ông ca ngợi đây cũng là một cái chiến thắng quan trọng cho ông. Bà luật sư Letitia James cáo buộc rằng ông Trump và các doanh nghiệp của ông thường xuyên nói dối về cái sự giàu có trên các báo cáo tài chính được cung cấp cho các ngân hàng, các công ty bảo hiểm và các người đối tác kinh doanh khác nhau. Tuy nhiên, đây là một cái vụ án mà không có một người nào bị tổn hại bởi bất cứ một cái điều gì trong cái báo cáo tài chính này. Các ngân hàng mà ông Trump mượn tiền và các công ty bảo hiểm đều đã được hoàn trả đầy đủ tiền cả vốn lẫn lời. Nhiều khi nhà băng còn được trả tiền trước cái thời hạn và các công ty riêng của ông Trump đều phát triển một cách mạnh mẽ. Để mà so sánh, thưa quý vị, trong thời gian qua thì gia đình ông Joe Biden có tổng cộng hơn 150 hồ sơ kinh doanh của hàng chục nhà băng khai báo rằng có những cái dấu hiệu gian lận, thưa quý vị. Thì tại sao những cái sự việc này chưa bị truy tố? Luật sư của văn phòng luật sư Letitia James là ông Kevin Wallace tiếp tục gợi ý rằng ông đang sử dụng cái tài liệu vào năm 2011 để cho thấy các báo cáo tài chính của các công ty của ông Trump được lập theo một cách tương tự như vậy. Tuy nhiên, theo ông Donald Bender, là một người kế toán viên đã chuẩn bị các báo cáo tài chính trong nhiều năm, đã làm chứng cho rằng công ty của ông Trump đã cung cấp những con số trong tài liệu. Ông Bender cho biết rằng mỗi cái bảng tính đều được đánh dấu PBC, có nghĩa là do khách hàng chuẩn bị bằng chữ lớn màu đỏ. Và nó không thể nào là cái trò lừa đảo khi mà chúng tôi yêu cầu các tổ chức này phải thực hiện công việc của họ. Cựu Tổng thống Đảng Cộng Hòa và cũng là người dẫn đầu Đảng Cộng Hòa trong cuộc tranh cử Tổng thống vào năm 2024 đã sử dụng cái camera của tòa án để mà truyền tải cái thông điệp của ông. Ông tuyên bố rằng bà Letitia James là một người đảng viên dân chủ, bà đang sử dụng cái hệ thống tư pháp như là một cái động cơ chính trị để mà cản trở chiến dịch tranh cử đang diễn ra của ông. Phiên tòa không có những người bồi thẩm đoàn liên quan đến 6 yêu cầu bồi thường còn lại trong cái vụ kiện này và ông Trump có thể sẽ nợ rất nhiều tiền phạt. Bà Letitia James đang đòi 250 triệu đô la và cái lệnh cấm ông Trump kinh doanh ở tiểu bang New York. Và thẩm phán cũng đã ra phán quyết rằng một số công ty của ông Trump nên bị giải thể như là một cái hình phạt. Các luật sư của ông Trump thì cho biết rằng các báo cáo tài chính là cái sự thể hiện hợp pháp về cái giá trị của những tài sản xa hoa độc nhất vô nhị của ông Trump. Thậm chí còn có thể giá trị cao hơn vì chúng có những cái mối liên quan với tên tuổi của Donald Trump. Và thưa quý vị, các phiên tòa dự định sẽ kéo dài tới tháng 12 này, thưa quý vị. Vâng, và chúng ta nên nhớ là ông Trump, ông mới bước vào chính trị rồi, còn ông vẫn là một cái nhà kinh doanh thành công trong bao nhiêu năm. Thì tất nhiên làm ăn mấy chục năm vậy, nếu
gian lận làm sao qua mặt được IRS. IRS đây nó có những cái chuyên gia tối ngày đi truy kích, audit. Không dễ gì quý vị thoát được đâu. Và ông Châu ông phải là người rành nhất chứ, vì ông làm ăn bao nhiêu năm, phấn đấu lên từ những lúc mà còn nghĩa là trung bình rồi càng ngày càng trở nên một chọc phú như ngày nay. Tức là ông ta phải thành công rất nhiều, có nghĩa là planning, gọi là tax planning thì ok, không có gì sai cả, mà cái còn được khen nữa. Biết cách, tức là biết cách tránh thuế thì được, nhưng mà trốn thuế thì không được. Tax evasion thì là một cái tội, tội liên bang. Thì là chuyện đó ai cũng biết, thì ông Trump phải biết chứ. Cho nên vấn đề này chúng tôi nói rồi, họ cái cố tình họ làm lớn chuyện để bôi nhọ, vẫn là trong cái chiến dịch bôi nhọ. Làm sao cho người ta nhìn thấy ông ta như một người gian dối, gian ác, gian xảo tiền bạc, và như vậy không thích hợp với cái địa vị lãnh đạo Hoa Kỳ chẳng hạn. Họ có tình đưa cái đó thôi. Chứ đương nhiên ông này cũng cả một đội ngũ, nghĩa là CPA, luật sư chắc chắn rồi, khi làm ăn lớn như vậy là họ không phải một người mà có cả một đội ngũ. Tôi nên nhớ là một cái đoàn cố vấn để mà canh chừng cho ông ta, giúp chúng ta từng chút chứ đâu có để vướng ba cái chuyện thuế vớ vẩn. Nhưng mà họ cố tình họ cứ vẽ ra, chúng mình thấy cái điều đó. Và chúng ta làm hoài cái gì thế, đủ chết này cái bạc, cái này thì đúng là dân sự thôi, có nghĩa là phạt tiền thôi chứ không có tù đầy trong cái vụ này hết. Nhưng có điều là phạt mà ngay cả khoảng 200 triệu thì đối với một người tỷ phú như Trump thì không là cái gì. Đặc biệt ông ta lại gây quỹ rất hay nữa, có vì thế mỗi lần có cái chuyện gì ông ra tòa hay một cái chuyện gì có vẻ hại tới ông Trump là ông ta lại thâu được tiền dễ dàng. Ông ta có một cái uy tín đó, và cái vấn đề họ muốn đánh cái uy tín cho vì thấp xuống thì mình thấy rõ ràng giống như là nghĩa là không có hiệu quả, bởi vì mỗi lần như vậy hình như là ông Trump lại được ủng hộ nhiều hơn, quý vị coi những cái thăm dò đó, và người ta ủng hộ tiền bạc nhiều hơn nữa. Cái vụ mà ông ra cái tòa ông nhăn mặt cái hình nó không là bao nhiêu triệu rồi, quý vị thấy không? Tức là ông biết cách nghĩa là gây quỹ, trong khi có những người cũng muốn như vậy, bên dân chủ họ rất móng nóng mặt, tại sao ông này cứ kiếm tiền cứ dễ dàng quá, họ than hoài mỗi lần như vậy mà tại sao bà con vẫn đổ tiền vô. Đó cũng phải là một cái tài của ông Trump, làm sao ông lôi kéo được cái đám đông mới là quan trọng, có ảnh hưởng được. Còn tại sao mình nói người ta không nghe, mà tại sao tay đó nói người ta nghe, tức là nó phải có một cái gì hơn mình chứ không có nói lung tung. Cái chuyện đối với Mỹ là cái gì cụ thể, kết quả cụ thể thì cho nên chúng tôi mới nói là vẫn là trong cái nỗ lực thôi, nó phá cho đến cái 2024 này còn nhiều trò lắm quý vị.